Ngày 14 tháng 12 tại cảng Chu Lai, lô hàng 11.000 tấn viên nén gỗ của Công ty Cổ phần Năng lượng Sáng tạo Á Châu đã được xuất khẩu sang Nhật Bản. Được biết, yêu cầu từ đối tác Nhật Bản là đảm bảo làm hàng nhanh, gọn, sạch sẽ, đúng thời gian cam kết và bảo quản hàng hóa tốt trong quá trình vận chuyển. Trong vòng 3 năm trở lại đây, thì cảng Chu Lai đã phát triển thêm là sức hàng xá từ 2016. Thì về cái tốc độ phát triển hàng xá của cái cảng Chu Lai, tôi đánh giá là phát triển và tốt hơn theo từng năm. Cảng phải phục vụ là coi như là không kẹt cầu cảng, cái đó là ưu tiên để mà khách hàng chọn cho cái cảng Chu Lai. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã chọn cảng Chu Lai vì đã đúng theo những cái cam kết và đạt. Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, Chu Lai Logistics đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch cầu bến, làm hàng và vận chuyển, liên tục theo dõi và điều phối xếp hàng lên tàu, giám sát đội xe vận chuyển, quản lý chặt chẽ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và tác nghiệp với khách hàng để hỗ trợ kịp thời trong suốt quá trình làm hàng tại cảng.